Xin chào quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là những thông tin về áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ vĩ Bắc, 112 độ kinh Đông ở trên khu vực phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão sẽ mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo thì bão có khả năng di chuyển dọc theo các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km và đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng phát triển thành bão nên vùng biển phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày mai mùng 6 tháng 8, ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thì gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua có thể mạnh lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Vịnh Bắc Bộ thì từ đêm ngày mùng 6 tháng 8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mùng 7 tháng 8, ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và cả khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa rào và dông mạnh, biển động. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng có thể có lốc xoáy. Thưa quý vị, quay trở lại thời tiết ở trên khu vực đất liền. Trong đêm nay thì các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ, mưa giảm hẳn chỉ còn xuất hiện rải rác với lượng không nhiều. Riêng các tỉnh ở khu vực phía Đông Bắc Bộ thì còn chịu kết hợp của đới gió Đông Nam do khối khí biển mang lại, nên trời nhiều mây và một vài nơi thì còn có mưa rào vào đêm và sáng sớm. Tiết trời tương đối mát mẻ khi mà nhiệt độ phổ biến cũng chỉ ở mức là từ 23 cho đến mức là 27 độ. Từ ngày mai thì các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động chủ yếu của vùng áp thấp ở bên khu vực phía Tây đang có xu hướng mở rộng nên trời chuyển nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ và cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ và một số nơi có thể vượt tới ngưỡng 34 độ như là ở tại Hà Giang, Lào Cai, ở Quỳnh Nhai của Sơn La. Trong khoảng 2 ngày tới thì những cơn mưa sẽ giảm hẳn trên toàn miền, có chăng chỉ xuất hiện ở tại một số nơi ở khu vực Tây Bắc như là ở tại Lai Châu, Điện Biên vào đêm và sáng. Dự báo đến khoảng chiều tối và đêm 7 tháng 8 thì do ảnh hưởng của bão, nhiều khả năng ở khu vực Bắc Bộ sẽ lại có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Ở vùng núi thì vẫn cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Vào tới khu vực Trung Bộ, thời tiết có đôi chút khác biệt so với các tỉnh ở phía Bắc và phía Nam. Với các tỉnh từ Thanh Hóa kéo dài cho đến khu vực Thừa Thiên Huế thì trời có nắng nhiều ban ngày với mức nhiệt độ ban trưa đồng loạt tăng lên ngưỡng là từ 32 đến 34 độ, thời tiết khá oi bức. Còn đối với các tỉnh từ khu vực Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở trên khu vực Biển Đông nên khu vực này sẽ có mưa rào rải rác. Sau đó đến khoảng ngày mùng 7 và ngày mùng 8, khi mà giải hội tụ này có xu hướng nâng trục dần lên khu vực phía Bắc, thì vùng mưa cũng sẽ lan dần lên khu vực từ Thanh Hóa kéo dài cho đến Thừa Thiên Huế. Và riêng một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ như là ở tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có thể xuất hiện lượng mưa vừa. Do có mưa nên là nhiệt độ cũng có xu hướng giảm từ 2 cho đến 3 độ. Vào tới khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, trong khoảng 2 ngày tới thì do ảnh hưởng của đới gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần nên mưa sẽ tăng hơn cả về diện và lượng, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Đặc biệt là ở các tỉnh ở khu vực ven biển thì cần đề phòng có thể có tố lốc và gió giật mạnh. Đến ngày mùng 8 thì mưa sẽ có dấu hiệu giảm dần ở tại khu vực Tây Nguyên, tuy nhiên là vẫn còn duy trì ở các tỉnh khu vực Nam Bộ. Một số nơi như là ở tại Tây Ninh, ở tại Đồng Nai và Bình Phước thì vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa và dông. Nhiệt độ tại các tỉnh này thì cũng tăng dần trở lại và phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 33 độ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên khu vực giữa và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 kèm theo mưa rào và dông mạnh. Thời tiết rất xấu, tàu thuyền nên neo đậu an toàn, không nên lưu thông ở trên vùng biển trên. Sau đó từ ngày mùng 8 thì mưa sẽ giảm và chỉ còn tập trung nhiều tại khu vực phía nam của Biển Đông.
Trong 2 ngày tới thì ở khu vực phía Bắc Biển Đông cũng do ảnh hưởng của áp thấp nên sẽ xuất hiện mưa rào và dông mạnh, làm tầm nhìn sẽ giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Sau đó thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay của kênh VTC14. Chúc quý vị một đêm ngon giấc, tạm biệt và hẹn gặp lại.